một ngày làm nông dân. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi bóc mũ cao su nha mọi người. Hôm nay có một điều đặc biệt đó chính là cái dao cuối cùng của vườn cao su của nhà mình. Bởi vì cao su rụng lá rồi, mọi người thấy nó trọc lóc luôn không? Trọc lóc hết rồi. Mọi người nhớ những cái ngày đầu tiên mình giới thiệu cho mọi người cây cao su á, là cây cao su nó rất là xanh lá đúng không? Hôm nay thì nó đã khác rất là nhiều rồi. Ba mình bảo là dao cuối cùng thì cho hai chị em mình lấy tiền, nhưng mà phải tự làm. Không có cái chuyện mà ba mình làm được cho mình tiền. Và mọi người biết không, bởi vì chị em mình đi làm từ nhỏ, hồi cấp 1 đó, lớp 2, lớp 3 thôi là mình đã bắt đầu đi phụ ba mẹ lượm điều. Hồi đó thì cao su nhà mình chưa có cạo được, nhưng đi phụ ba mẹ lượm điều, ba mẹ cho mình á là lượm được một giỏ điều thì cho 10 hay 20 nghìn gì đó, mình không nhớ rõ nữa. Cho nên là lúc đó mình biết được là cái giá trị đồng tiền nó rất là quý trọng. Bởi vì một ngày mọi người biết không, đi lượm điều thì nó rất là vất vả luôn. Lượm được một cái giỏ đầy á, hình như là cái giỏ nó gần 30 kg, 20 mấy hay 30 kg á, thì không thể nào mà dễ dàng được đúng không mọi người. Hôm bữa mình có đi đánh đông cao su nhưng mà lúc đó mình không có quay clip. Hôm nay là cuối mùa rồi, hết bao tay cho nên mình phải dùng tay không. Khá là hôi luôn đó mọi người. Đây chính là mùa cây thay lá em cũng mình không biết hát ở đó. Mà đây có nghĩa là mùa cây thay lá em cũng thay lòng trong truyền thuyết này mọi người. Đó, đây là cách mà ba mẹ mình cho chị em mình tiền mua đồ Tết đó mọi người.